sức mạnh đáng kinh ngạc của tên lửa Vactvai mà Ukraine được viện trợ. Trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine, để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, Mỹ và các nước châu Âu quyết định cung cấp cho Kiev nhiều vũ khí lợi hại, trong đó có các loại tên lửa Vactvai Stinger, Javelin tiên tiến nhất. Về lý thuyết thì Ukraine không thể kháng cự lại Nga nếu cả hai quốc gia áp dụng cùng một cách tiếp cận quân sự. Nhưng lúc này, vũ khí hạng nhẹ tiên tiến có thể gây sát thương đáng kể cho thiết bị của Nga đang là con át chủ bài của Kiev. Tuy vậy, theo tướng Kiyofumi Iwata, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, sự hiện diện của tên lửa Stinger, Javelin và các loại vũ khí hạng nhẹ khác không thể bù đắp cho khả năng quân sự vượt trội của Nga. Đầu tiên là tên lửa phòng không Stinger của Mỹ. Tên lửa phòng không Stinger, tên hiệu là FIM-92, là một hệ thống phòng không di động MANPADS hoạt động như một tên lửa đất đối không phóng tia hồng ngoại, tức là SAM. Nó có thể được điều chỉnh để bắn từ nhiều loại phương tiện mặt đất và trực thăng. Đơn giá mỗi quả tên lửa Stinger khoảng 40.000 đô la Mỹ, tức là khoảng 0,9 tỷ Việt Nam đồng. Được phát triển tại Hoa Kỳ, nó đi vào hoạt động vào năm 1981, được quân đội Hoa Kỳ và 29 quốc gia khác sử dụng. Nó được sản xuất chủ yếu bởi Raytheon Missile Systems và được sản xuất theo giấy phép của EADS ở Đức và Roketsan ở Thổ Nhĩ Kỳ với 70.000 quả tên lửa đã được sản xuất. Nhẹ để mang theo và dễ vận hành, Stinger là tên lửa đất đối không thụ động có thể được bắn Vactvai bởi một người điều khiển, mặc dù quy trình quân sự tiêu chuẩn yêu cầu hai người điều khiển gồm trưởng nhóm và xạ thủ. Stinger được biết đến nhiều nhất ở chiến trường Afghanistan, nơi nó phát huy hiệu quả cao khi hạ thủ được nhiều trực thăng và máy bay. Nó có thể phát hiện và phóng đạn chống máy bay ở mọi góc độ, không chỉ từ phía sau, theo nguyên tắc bắn đuổi. Điều này đồng nghĩa với việc nó có khả năng bắn hạ máy bay địch trước khi đối phương chuẩn bị tấn công, hoặc buộc máy bay đối phương hủy bỏ hành động nếu không muốn bị tiêu diệt. Stinger có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 4,8 km và độ cao từ 180 tới 3.800 m. Tên lửa Stinger cũng có thể được bắn từ các loại xe cơ giới và kể cả trực thăng. Tên lửa có chiều dài 1,52 m và đường kính 70 ly với các vây 10 cm. Bản thân tên lửa nặng 10,1 kg. Ống phóng với ống ngắm thích hợp được trang bị bán cầm và anten nhận dạng bạn hoặc thù IFF nặng khoảng 15,2 kg. Nó có phạm vi nhắm mục tiêu lên tới 4.800 m và có thể tấn công các mối đe dọa đối phương ở độ cao từ thấp tới 3.800 m. Stinger được khởi động bởi một động cơ phóng nhỏ giúp đẩy nó ra một khoảng cách an toàn với người vận hành trước khi khởi động động cơ đẩy nhiên liệu rắn ở giai đoạn 2, giúp tăng tốc nó lên tới tốc độ tối đa Mach 2.54, tức là khoảng 750 m trên giây. Đầu đạn chứa 1,02 kg thuốc nổ, bao gồm hỗn hợp HMX, TNT và bột nhôm. Tên lửa phòng không Stinger gồm hai kiểu. Kiểu cơ bản có đầu tiềm hồng ngoại toàn phương vị, độ nhạy khá cao, có khả năng bám đuổi theo nguồn nhiệt hoặc bức xạ hồng ngoại trên bề mặt mục tiêu để tiến hành đánh chặn. Kiểu cải tiến sử dụng đầu tiềm quang học thụ động làm việc ở hai chế độ, hồng ngoại tức là trinh sát phát hiện và bám các mục tiêu phát nhiệt, và tử ngoại tức là xạ thủ căn cứ vào tín hiệu tử ngoại để phóng tên lửa. Sau khi phóng ra khỏi ống phóng thì tên lửa có thể căn cứ tín hiệu hồng ngoại tự động bám hoặc đánh chặn mục tiêu nên nâng cao được hiệu quả tác chiến. Hiện nay, trên cơ sở Stinger Boss, Mỹ đã nghiên cứu và phát triển thành công kiểu Stinger RMP-2, chủ yếu cải tiến và lắp thêm thiết bị vi xử lý, có thể thay đổi chương trình hoạt động theo phương thức điều khiển từ xa, dẫn đường bằng ảnh hồng ngoại. Đối với mục tiêu bức xạ hồng ngoại thấp, thiết bị trinh sát tử ngoại của Stinger có thể tiến hành sục sạo và điều khiển theo từng giai đoạn. Ngoài ra, phiên bản Stinger RMP-2 còn có khả năng xuyên giáp, gây nổ bên trong thân máy bay, giúp nâng cao hiệu quả tác chiến và trở thành hệ thống tên lửa phòng không Vactvai tiên tiến nhất hiện nay. Nếu tên lửa Stinger là nỗi ám ảnh với các máy bay Nga trên bầu trời Ukraine, thì dưới mặt đất, xe tăng của Nga cũng đang phải chịu tổn thất nặng nề trước hỏa lực cực mạnh từ các tên lửa Vactvai Javelin. Nhiều loại vũ khí phương Tây, đặc biệt là các tên lửa Vactvai, đang đóng vai trò then chốt trong cuộc phản kháng của Ukraine trước các lực lượng Nga. Đóng góp lớn trong cuộc phản kháng của Ukraine là những loại vũ khí được phương Tây cung cấp. Đáng chú ý là tên lửa Vactvai chống tăng Javelin.
Với chiều dài 1,2 mét, Javelin có thể được vận chuyển và bắn chỉ bởi một người lính duy nhất. Tuy nhiên, loại vũ khí do các nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin và Raytheon chế tạo có hỏa lực đủ mạnh để chọc thủng giáp xe tăng từ khoảng cách xa tới 2,5 km. Những đặc điểm này đã giúp Javelin trở thành vũ khí được lựa chọn để đẩy lùi các cuộc tấn công của xe tăng trong không gian đô thị. Người điều khiển Javelin có thể bí mật tiếp cận và tấn công một mục tiêu trong bối cảnh đó. Lực lượng Ukraine đặt kỳ vọng vào các loại vũ khí này trong bối cảnh xe tăng của Nga đang di chuyển nhằm hướng Kiev từ ngày 1 tháng 3. Vào tháng 6 năm 1989, một hợp đồng trị giá 30 triệu đô nhằm nghiên cứu và phát triển Javelin cho quân đội Mỹ đã được trao cho liên doanh gồm hai nhà thầu tiền thân của Raytheon và Lockheed Martin. Javelin đã được thử nghiệm thành công vào năm 1994 và lô tên lửa Javelin đầu tiên được đưa vào biên chế từ năm 1996, thay thế tên lửa chống tăng M47 Dragon. Javelin có tên đầy đủ là FGM-148 Javelin, là tổ hợp tên lửa chống tăng vắt vai, hoạt động theo nguyên lý bắn và quên hiện đại nhất hiện nay, vượt trội về cơ chế điều khiển hơn so với nhiều loại tên lửa, kể cả Hornet của Nga, có thể bắn từ vai người lính mà không cần giả phóng. Tên lửa Javelin được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép của đối phương, nhưng cũng phát huy hiệu quả khi tấn công trực tiếp các tòa nhà công sự của địch. Tên lửa nặng 11,8 kg, dài 1,2 m, đường kính thân 127 ly, với tầm bắn hiệu quả từ 75 cho tới 2.500 m, tầm bắn tối đa gần 5.000 m tùy theo từng phiên bản. Javelin sử dụng đầu đạn nổ lại. Javelin sử dụng đầu đạn nổ lại, tức là sau khi liều thứ nhất của tên lửa phát nổ, khiến giáp phản ứng nổ lắp trên xe tăng đối phương tại vị trí đó mất tác dụng phòng vệ. Thì liều nổ thứ hai của tên lửa sẽ bắn vào phần giáp xe tăng không còn được che chắn và khiến cho xe tăng đối phương bị phá hủy. Số liệu được quân đội Mỹ công bố cho thấy Javelin đủ khả năng xuyên qua 650 ly thép đồng nhất. Một điểm độc đáo khác của Javelin là đầu đạn sử dụng chất nổ mạnh HEAT tiêu diệt các xe tăng hiện đại bằng cách tấn công từ trên cao, nơi lớp giáp mỏng nhất được thiết kế để giảm trọng lượng của xe. Tên lửa Javelin được lục quân Thủy quân lục chiến Mỹ và lực lượng đặc biệt Australia sử dụng với nhiều mục đích khác nhau và đã chứng minh hiệu quả trong cuộc chiến tranh Iraq năm 2003 và trong các hoạt động chống phiến quân ở Afghanistan cũng như các hoạt động tác chiến ở Syria. Về các thông số của tên lửa Javelin, chức năng chính là tên lửa dẫn hướng vắt vai, chống tăng. Hãng sản xuất là Lockheed Martin và Raytheon. Thuốc phóng là động cơ nhiên liệu rắn. Chiều dài tên lửa 1,1 m, chiều dài ống phóng 1,2 m. Đường kính tên lửa 127 ly, đường kính ống phóng 142 ly. Trọng lượng tên lửa 11,8 kg, trọng lượng ống phóng 6,4 kg. Đầu đạn nặng 8,4 kg, loại thuốc nổ lõm chống tăng HEAT. Khả năng xuyên thép lớn hơn 600 ly, tầm bắn hiệu quả từ 75 tới 2.500 m. Hệ thống dẫn đường ảnh hồng ngoại, trị giá cả hệ thống là 1 triệu đô và giá từ 40.000 đô cho mỗi quả tên lửa theo các thông tin thu thập được trên trang Wikipedia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong các video lần sau. Bye bye. Fun, sir. You can go in that bunker or in this truck. No, not that one, the far one. Hey, give me that box. Whoa, is there somebody out there up here for a camera? Right now, we got the light. Good job, buddy. Good job. Yeah. Nice. Too close. Starting off the Murano. Yes.